Chào anh em cầu thủ, hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái mẫu lụp cô gái cánh bướm bên em, vừa giới thiệu vừa test lụp luôn cho anh em, vừa hướng dẫn sử dụng luôn cái chỗ mà sử dụng sen cánh bướm cho nhiều anh em chưa biết về cái sử dụng sen cánh bướm này. Thì trước hết giới thiệu sơ qua thì như trên cái màn hình anh em đang theo dõi thì em đã xếp sen cho anh em tham khảo rồi ha. Thì từ trên nhìn xuống con bộ nó chỉ thấy cái cầu tử, thì ngoài cái cầu này ra nó không biết nhảy đi đâu, thì nó phải nhảy vô cái cầu tử để nó hứng bội, để nó đấu với mồi. Thì thay vì anh em thích thì ta xếp xanh ra sẵn vậy, không thích thì ta bung ra, bung bình thường như bình thường để đánh bình thường ha. Còn giá là 1.300.000 bao ship gửi toàn quốc, nhận hàng thanh toán. Rồi đây là bây giờ là em sẽ test cái lồng này, em sẽ hướng dẫn sử dụng luôn. Cảm ơn lắm anh. Cầm máy. Bây giờ em nhờ người quay, em sẽ xếp xanh cho anh em tham khảo kỹ hơn. Rồi đây. Bây giờ là cái xanh nó đang bình thường nha. Anh em thích thì đánh như vậy, không thích thì ta xếp nè. Nó còn mũi nó khó khăn quá thì mình sẽ xếp xanh. Anh em xếp ở giữa này nó sẽ tạo ra một cái khe hở cho anh em. Tạo ra một cái khe hở cho anh em đây. Thì anh em cầm cái này trọt vô giữa khe hở. Cái này có tác dụng giữ cái xanh. Rồi anh em cứ bỏ cầu xuống bình thường, chỉnh máy, anh em treo lên đánh. Thì khi con bổ nhảy vào, cái xanh nó sẽ tự bọng bung ra để nó hứng bổ cho anh em. Đây. Nó sẽ trùng bổ lại cho anh em. Cái lưới bên em á là lưới vút lên. Cái lưới bên em là lưới vút lên và lưới thụng. Nên anh em cứ yên tâm, khi con bổ nó vô rồi á, nó sẽ lòi đầu lòi cánh ra. Thì đánh cu thì xưa giờ thì anh em biết rồi, cánh với đầu nó sẽ chui ra, nó sẽ vùi lại một cục như vắt qua một bên như vậy đó. Về chất liệu của cái lồng này là khung lụp bằng inox, nan bằng thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng. Đó là khung lụp bằng inox, cái khung lớn bằng inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, trụ bằng đồng, móc bằng inox dẹp. Kích thước là đáy 23, cái đáy phía dưới, lưng 25, cao 29, cầu tử thì từ 30 đến 45, nhưng mà đa số anh em sử dụng cầu tử 35 như trên màn ảnh nhỏ. Thì giá 1.300.000 bao ship gửi toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Cảm ơn anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0947 252 874. Rất đơn giản, anh em mua hàng rất đơn giản, gửi toàn quốc. Cứ cho em cái địa chỉ, thông tin địa chỉ nhà, em gửi. Nhận hàng, anh em nhận hàng kiểm tra rồi anh em mới thanh toán.